Xin chào anh Mạnh, hôm trước anh có gửi cho em một số hình ảnh, tất nhiên là không hề đầy đủ một chút nào về cái hệ thống, về cái thiết kế của ban công nhà anh và một số cái hình ảnh này. Tuy nhiên là lúc đấy thì em vội quá nên em chưa yêu cầu anh là quay lại cái đoạn video clip cái mặt bằng ban công của bên anh, và cũng như là ý đồ mà anh sẽ bố trí những cái viên gạch, viên đá cũng như là đất hay là một số loại cây trồng của bên anh. Thì theo cái quy định của bên em ấy và cái quy trình của bên em làm việc thì bên em phải vẽ ra được trước là cái hệ thống cây cảnh của bên anh dự định như thế nào, thì từ đó mới tiên lượng được cái lượng nước và bố trí cái hệ thống tưới phù hợp. Ở đây thì do là bên anh cũng chưa đưa ra một cái mặt bằng cụ thể cho nên bên em cũng tiến hành vẽ luôn giúp anh cái phần cây cảnh. Ở đây thì em bố trí ở khu vực này là một cái dạng trúc trúc nhật. Đấy, ở bên góc tường thì cũng bố trí hai cái dạng trúc nhật kiểu khác. Ở cái khu vực mà anh ốp đá lên tường này thì chúng ta sẽ bố trí hai cái dạng cây, hai cái lùm cây chuối rừng. Hai lùm cây này sẽ có độ tuổi khác nhau và có chiều cao khác nhau. Ở khu vực mà chồi ra này chúng ta sẽ bố trí những cái hòn đá, họ xếp những hòn đá và đây bố trí những hòn đá xếp cho nó đẹp đúng không? Đồng thời chúng ta sẽ trồng một cái cây dương xỉ có thân cao ở đây đấy, như thế, đây khu vực này đó. Thế còn toàn bộ là cái khu vực nền chúng ta sẽ trồng cỏ Mỹ. Đấy, cỏ Mỹ thì nó có đặc điểm là nó có thể chịu được bóng râm. Còn ở đây ở dưới chân các cái dạng cây thì chúng ta sẽ bố trí những cây dương xỉ, và ở khu vực viền thì chúng ta sẽ bố trí một số cái cây có khả năng chịu bóng râm tốt. Đấy, như là cây lưỡi hồ không? Hay là cây lan ý, nó vừa có hoa màu trắng lại vừa có khả năng chống chịu bóng râm tốt. Đây chúng ta có thể nhìn thấy một số cây lưỡi hồ đan xen ở đây, là trên cái bờ tường mà nơi anh ốp đá chúng ta sẽ treo một số cây dọ, cây vạn niên thanh. Đó. Thì cái cảnh quan đây sẽ vô cùng đẹp và chúng ta sẽ bố trí những cái cây, những cái ghế ngoài trời. Đó. Đây bố ghế ngoài trời, đây ở đây em sẽ có vẽ một số cái hình bàn ghế ngoài trời để có hình tròn cả, vì không gian chúng ta là hình vuông mà vuông tròn thì phải đi với nhau, âm dương phải hòa hợp, cho nên nếu mà toàn bộ bàn là vuông thì theo em nghĩ là cũng không nên. Đó, chúng ta bố trí đá này để làm cho không gian nó dịu xuống bởi những góc cạnh của những viên gạch bên anh là không không tạo ra được một nét gì đó dịu, cho nên chúng ta sẽ bố trí những cái bàn hình tròn. Đó, như vậy chúng ta có vuông tròn ở trong cùng một, cũng giống như là bánh chưng, cũng giống như quan niệm âm dương của chúng ta, bánh chưng bánh dày thì cũng có cái âm và cái dương, như thế giới có âm dương nam nữ vậy đúng không? Thì đây là cái bản vẽ thiết kế của cái mặt bằng về cây cối của anh mà bên em đã thiết kế giúp anh. Ở đây chúng ta có một cái lùm cây cọ đúng không? Một số cái cây lá cứng có khả năng chịu được bóng râm ở phía dưới cái cọ này, chúng ta trồng cho nó đỡ chống đúng không? Đỡ chống cái chân. Chúng ta bố trí ba cái loại, nói tóm lại là bố trí ba cái loại cây trúc nhật đúng không? Và một số cây dưới cảnh. Thì đấy là cái mặt bằng bố trí về cây cảnh. Còn đây là cái bố trí mặt bằng của Ofred, đây chúng ta nhìn thấy Ofred Design là cái thiết kế của hệ thống tưới tự động. Thì ở đây thì chúng ta cũng chưa kịp vẽ nó một cách quá chi tiết. Tuy nhiên ở đây chúng ta sẽ dùng ống phi 16. Ống phi 16 là cái loại ống đen nhập khẩu Tây Ban Nha đấy, thì chúng ta sẽ lắp những cái đầu 8 tia. Do bán kính của những đầu 8 tia này là do cái đường kính tưới của những đầu 8 tia này tối đa đạt được khoảng 30 phân, cho nên chúng ta phải làm chúng cách nhau khoảng 40 phân và đan xen nhau. Thì đây thì em bố trí là từ cái vòi này chúng ta sẽ ra một cái bộ van hẹn giờ và cũng là ra một cái vòi tưới tay riêng đúng không? Đây từ cái van này chúng ta sẽ lắp thêm cái vòi van tưới tay. Ở đây thì chúng chưa kịp thể hiện trên hình ảnh. Ở đây do anh đã có dây điện rồi cho nên chúng ta sẽ bố trí một cái hộp điện ở đây. Trong này chứa là ổ cắm hẹn giờ, van điện từ Hunter cũng như là một số thiết bị điện như là áp tổng để đảm bảo là có thể ngắt và không ảnh hưởng gì đến hệ thống điện của chúng ta nếu có sự cố. Cái thứ hai là chúng ta sẽ bố trí là cái ống phi 21. Ống phi 21 hoặc là ống phi 34 chạy dọc ở đây. Mà tốt nhất là đường cấp vào là ống phi 2 phi 34 và đường cấp dọc theo này là ống phi 21. Sau đó chúng ta thu phi 21 16 về các cái ống 16. Cái ống 16 sẽ giải theo sơ đồ hình như thế này.
nó giống như là một cái con chip vậy, chúng ta sẽ rải nước dọc theo. Và cứ cách 40 phân một thì chúng ta sẽ bố trí một cái vòi tưới 8 tia. Và như vậy thì em đã thống kê khoảng có 50 mét dây 16, khoảng độ 4 mét dây 21, 4 mét ống 21, dây ống đấy, dây ống 16 và 4 mét dây ống 21 và khoảng 2 mét, tức là chúng ta còn một chút dây phi 34, ống 34 để chúng ta bố trí cái van điện từ, và có tổng cộng 160 đầu phun 8 tia. Tuy nhiên ấy, thì ở đây thì anh không nói rõ rằng là bên nhà anh là bơm của anh là áp lực bao nhiêu đấy, cho nên là em cũng không thể biết được là cái đầu cuối cùng này của cái hệ thống 8 tia có được là tưới đủ hay không, có được nước có thể ra được đến đây hay không. Còn nếu trong trường hợp chúng ta không thể ra được thì chúng ta phải bố trí một cái bơm công suất khoảng gần 1 kW đấy, thì chúng ta có thể tưới được toàn bộ cái này. Và lúc đó thì chúng ta phải giấu bơm ở cái vị trí nào đó ở đây bằng cái viên đá nào đó xếp lên chẳng hạn thế. Đó thì chúng ta sẽ giấu được cái bơm đi và trông nó đỡ xấu, đỡ thô. Thì đấy là cái bố trí về đấy, nhanh đấy đấy. Ví dụ như là chúng ta có thể bố trí cái hệ thống dây này đi vòng qua, đây chúng ta đi đi vượt qua, men theo và vượt qua những cái g g của cái vỉa này, đấy, cái border này, và chúng ta có thể vượt lên đây như thế, hoặc là chúng ta có thể đi xuyên qua, đào đục một lỗ để cho cái 16 xuyên qua cũng được. Cái phần màu trắng này chính là phần biểu hiện để chúng ta dễ nhìn cái ống dây thôi, chứ còn cái vùng màu trắng này chính là phần đất và phần cỏ nhân tạo của chúng ta như hình như kia đấy. Thì sau khi mà chúng ta thiết kế xong thì bọn em sẽ tiến hành báo giá, đúng không? Như vậy là chúng ta có mấy khâu như sau: thứ nhất là khảo sát, thứ hai nữa là đo đạc thật là kỹ càng, khảo sát nhu cầu khách hàng, đo đạc thật kỹ càng, đúng không? Tìm ra giải pháp sơ bộ và thiết kế, sau đó thì báo giá cho khách hàng, sau đó nhận đặt cọc, nhận đặt cọc toàn bộ tiền vật tư, tiền công sẽ thanh toán sau, và sau đó thi công, tiến hành thi công. Sau khi thi công thì chúng ta sẽ nghiệm thu, và sau khi nghiệm thu chúng ta sẽ tất toán toàn bộ cái chi phí còn lại là chi phí nhân công. Vậy thì đấy là cái thiết kế của bên em. Trân trọng cảm ơn anh Mạnh cũng như là quý khách hàng đã quan tâm theo dõi. Và tương tự như vậy thì nếu như khách hàng nào mà không có ăn công như vậy thì chúng ta cũng sẽ có một cái thiết kế tương tự như vậy, và chúng ta có thể liên hệ với chúng tôi đấy, kênh hết sinh chữ của Fred và trên người làm vườn chấm nét, và cái số điện thoại đã được ghi và địa chỉ đã ghi trên đó, thì chúng tôi sẽ tư vấn thiết kế, tư vấn miễn phí cho các bạn, và đồng thời là chúng ta sẽ tiến hành báo giá và thi công nếu như chúng ta thực sự là mong muốn có một hệ thống tưới đảm bảo cho cây cối của mình luôn luôn được tươi mát mà không cần phải chúng ta phải bỏ một chút công sức nào. Đúng không? Xin chào, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.